Tết Đo Ngọ ngày 5 tháng 5 âm lịch bạn sẽ ăn gì? Tết Đo Ngọ hay còn gọi là Tết Đoan Dương là một ngày Tết truyền thống tại Việt Nam chúng ta, tại Triều Tiên và Trung Quốc. Đoan có nghĩa là mở đầu, ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ và ăn Tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa. Và trong dịp này thì các gia đình thường chuẩn bị những món ăn đặc biệt sau đây. Và món ăn đầu tiên đặc biệt bắt buộc phải có đó chính là rượu nếp hay là nếp cẩm. Và sáng mùng 5 tháng 5 âm lịch thì tất cả mọi người trong gia đình chúng ta sẽ cùng ăn một chút cơm rượu nếp với mong muốn và niềm tin là sẽ đẩy lùi được các mầm bệnh trong cơ thể. Và theo quan niệm dân gian thì vị nồng của cơm nếp hòa với vị men cay của rượu sẽ có tác dụng loại bỏ được những ký sinh trùng có hại trong cơ thể chúng ta. Cơm rượu nếp ở mỗi vùng thì cũng có sự khác nhau, trong khi cơm rượu nếp ở miền Bắc thì để rời từng hạt, thì cơm rượu ở miền Trung lại được ép thành khối và cơm rượu ở miền Nam thì được viên tròn. Và món ăn thứ hai mà trong ngày Tết Đoan Ngọ miền Thứ Một muốn giới thiệu đến các bạn đó là bánh khúc. Tức là Tết Đoan Ngọ của người Nùng Mường Khương Lào Cai đó các bạn, không thể thiếu món bánh khúc. Nguyên liệu làm bánh là gạo nếp ngon nè, rau khúc nè, đậu xanh và hạt vừng đen. Và các bạn biết không, bánh khúc của người Nùng thì có hình thù và cách làm gần giống như bánh dày đó. Làm bánh khúc thì không khó nhưng đòi hỏi nhiều công đoạn khác nhau, từ khâu chọn gạo nè, chọn rau khúc nè, đậu nè, vừng nè, hành để làm nhân, rồi đến khâu nặng bánh. Nhưng bánh thì được làm từ nguyên liệu đậu xanh nè, xay ra, đãi sạch vỏ ngoài rồi đem nấu chín. Sau đó phi hành chín vàng rồi cho vừng đen rang chín, dạ nhỏ trộn đều với đậu. Đây chính là bí quyết tạo nên hương vị thơm ngon cho chiếc bánh. Sau khi mà nhân bánh đã chín rồi thì gói vào trong những chiếc bánh vừa vặn rồi đưa vào chỗ đồ hoặc cho vào chảo rán nha. Những chiếc bánh nóng có độ phồng, bóng, thơm thơm với mùi lá khúc của những hương vị đã đậu xanh, của hành, của mỡ pha chút ngậy, của vừng đen. Ngày nay thì bánh khúc được người Nùng làm thành sản phẩm hàng hóa bán nhiều tại các chợ vùng cao đó. Và món ăn tiếp theo của ngày Đoan Ngọ đó chính là chè trôi nước nha. Đây cũng là món ăn không thể thiếu trong ngày này. Từng viên chè tròn làm bằng bột trắng nếp nè, bên trong có đậu xanh, ăn cùng với nước cốt dừa có vị béo và rất nổi tiếng ở miền Nam, nhất là ở miền Thứ đó nha. Nó gần giống như bánh trôi ở miền Bắc. Và thành phần chủ yếu của chè trôi nước chính là bột nếp kết hợp với các loại nhân như đậu xanh nè, nhân mặn hoặc có thể là không cần nhân. Chè trôi nước truyền thống thì có lớp vỏ màu vàng trắng nè, nhân đậu xanh rất là thơm, nước chanh chè có độ ngọt dịu, thơm thơm hương gừng nha. Nếu giả dụ mà bạn không có bột nếp sẵn ở trong nhà mà có bột năng thì các bạn vẫn có thể nào nấu chè trôi nước bằng bột năng cũng rất là ngon nha. Tuy nhiên thì bột năng này sẽ khiến cho cái độ giòn giòn, dai dai và không thơm và quánh như bột nếp mà thôi. Và nếu bạn quyết định sẽ vào bếp nấu một nồi chè trôi nước ngũ sắc thì hãy lưu ý là nên sử dụng màu tự nhiên như là màu xanh từ lá dứa nè, màu đỏ từ gấc nè, màu tím từ củ dền hay là bắp cải tím, màu cam thì từ bí đỏ hay là cà rốt, thay vì là chúng ta sử dụng những màu thực phẩm nha. Và món ăn tiếp theo đó chính là bánh tro. Đây là món ăn truyền thống trong dịp Tết Đoan Ngọ ở Trung Nam Bộ và Nam Bộ và một số nơi ở miền Bắc nữa. Bánh tro thì có nhiều tên và hình dáng khác nhau như là bánh ú nè, bánh do nè, bánh âm nè và có vài biến thể khác theo từng địa phương. Và một thông tin về bánh tro mà miệt thứ 11 lưu ý các bạn cũng cần phải tìm hiểu đó là số lượng calo khá lớn trong một chiếc bánh tro bình thường. Nó chứa từ 500 đến 1400 calo. Do đó nếu bạn ăn bánh tro thì nên ước lượng ăn một lượng vừa đủ thôi để có thể đảm bảo được sức khỏe cho bản thân của mình cũng như không bị dư thừa calo dẫn đến việc tăng cân. Điều nữa là những bà bầu mà bị kiêng đường thì nên hạn chế ăn bánh tro nha. Và món ăn tiếp theo mà trong ngày Đoan Ngọ chúng ta cần phải ăn đó chính là hoa quả. Nó được chọn để cúng và được ăn trong ngày Tết Đoan Ngọ chủ yếu là các loại hoa quả mùa hè, tươi ngon và đặc biệt phải có vị chua chua nha, thơm nức như là mận, đào, vải, chôm chôm, xoài, dưa hấu. Và nếu thiếu đi những thứ quả này thì Tết Đoan Ngọ chúng ta sẽ mất đi nhiều ý nghĩa. Và các bạn biết không, ở miệt thứ 11 vào thời điểm này thì những loại trái cây như là xoài, cóc, ổi thì không cần phải bàn đến, cà na cũng có nữa. Nhưng mà vải thiều thì nó nói bao la bát ngát luôn các bạn. Từ Bách Hóa Xanh cho đến ngoài chợ thì đâu đâu cũng thấy vải thiều. Cho nên chắc có lẽ rằng mâm cúng hoa quả năm nay vào Tết Đoan Ngọ của người dân miệt thứ sẽ có vải thiều.
Và rất là tiếc, đó không phải là vải thiều Bắc Giang nha quý vị. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 âm lịch, rất nhiều người vào bếp nấu chè nên là mình... Và đây là món ăn đặc trưng cho ngày Tết Đoan Ngọ tại Huế, món chè kê. Những hạt kê mẩy tròn sau khi xay, chóc vỏ, ngâm và đun nước sôi đến khi nở mềm, sơn sơ bỏ thêm đường và nước gừng sẽ cho ra nồi chè thơm phức với màu vàng kê quyến rũ. Đậu xanh nấu chín chín và cả hớt bọt. Có nhiều người thì thích để nguyên hạt nhưng mà cá nhân mình thì thích cả nó nát ra như thế này. Đây, xẹt xẹt như thế này là ok nè. Kê cũng cho lên bếp nấu cho đến khi nó sệt lại. Trời ơi, cái hạt nó tí tai tí tách như là trứng cá vậy. Nhớ quấy đều tay chứ không là dễ bị cháy. Sau đó đổ đậu xanh vào và quấy đều. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho thêm đường. Ngọt nhạt thì tùy khẩu vị của mọi người. Khuấy đều, thế là chúng ta đã xong nồi chè kê. Múc ra bát để thắp hương. Hạt kê nhỏ li ti nên ăn rất vui miệng. Ăn cùng xôi hoặc bánh đa đều rất hợp. Chúc mọi người thành công nhé. Và thật sự rất là thiếu sót nếu không nhắc đến món bánh xèo của miền Tây. Các bạn biết không, ở miệt thứ ngày hôm nay khi mà đi khắp nơi á thì đều thấy bánh xèo. Nhà nhà đổ bánh xèo, người người đổ bánh xèo và ai ai cũng ăn bánh xèo. Trong mâm cỗ của người dân miền Tây, nhất là đối với người dân miệt thứ á, thì bắt buộc phải có vài chiếc bánh xèo ở trên bàn cúng đấy. Và nếu bạn làm một fan của miệt thứ thứ 11 thì chắc hẳn các bạn đã được xem qua món bánh xèo Hồng Kiếm tại thị trấn thứ 11 phải không ạ? Và ở vùng miệt thứ tại huyện U Minh Thượng thì còn có bánh xèo nhân cùi khóm nữa đó các bạn. Và đó là cùi khóm non được sắc sợi mỏng xào với thịt và tôm, tạo nên nhân bánh xèo với hương vị rất lạ và thú vị. Và cuối cùng thì thịt vịt là món ăn không thể nào thiếu trong ngày Tết giết sâu bọ của người dân miền Trung. Một số giải thích cho rằng là vịt thì có tính hàn, ăn vào thì sẽ giúp cơ thể mát mẻ, bổ dưỡng trong những ngày oi bức đầu tháng 5 âm lịch, tức là vào lập hạ. Trong khi đó thì một số lại quan niệm rằng vịt sẽ béo ngậy, thơm ngon hơn kể từ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch trở đi. Và đến đây thì miệt thứ thứ 11 đã giới thiệu đến các bạn 8 món ăn được xem là không thể thiếu vào ngày Tết Đoan Ngọ. Và miệt thứ thứ 11 xin chúc các bạn có một ngày Tết Đoan Ngọ thật là vui tươi. Và chúng ta sẽ có thêm nhiều tinh thần, nhiều năng lượng tích cực để tiếp tục cuộc hành trình chống dịch Covid-19 các bạn nha.